này sao kỳ vậy ta? Tài liệu ghi ra mà sao lại sao có từ này được nhỉ? Gì Khánh? Cái gì mà đứng chu chu cái mỏ là ghê vậy? Này, em sao? Sao? Thầy đưa em cái tài liệu gì kỳ quá anh thầy. Kỳ gì tài liệu làm gì kỳ? Bị dính cái gì? Không cái hiểu từ, gì. Cái từ này em đọc riết em đọc không hiểu được. Không hiểu từ ngữ đúng không? Mà thầy cứ hỏi anh. Rồi. Thầy kia em dịch. Cứ rồi. Hỏi anh cái từ đấy là thế nào? Nè, anh thiện coi em đánh nhầm nha. Đánh nhầm từng chữ anh nghe. Tự tu nặng tụ. À, tụ tập đúng không? Không. Tụ điện. Không phải luôn. Khoan. Thành tựu. Không. Chứ cái chữ để, gì? Để mới nhận được từ sau. Đánh dần cho kỹ coi. Cái rồi. Từ sau là từ gì? U ngờ ung. Trờ ung chung. À, chung đúng không? Không. Trờ ung chung. À, nhà chung đúng không? Không phải. Chứ trờ, à trờ ung chung. Trờ ung trung. Trung. À, trung trong tập trung á hả? Đúng không? Không. Trung trong tập trung. À, đây nói chung là cái từ là tựu trung đúng không? Tựu trung. À, tựu trung đúng không? Hay là tựu trung? Tựu trung. À, như vậy tức là tựu trung tức là sao? Tức là theo như các nhà khoa học đang nghiên cứu, trung ở đây tức là chung. À không. Không. Trung. Tập trung. Cái từ gì khó vậy? Bây giờ hỏi ai? Trời ơi. Mỗi từ một. Trước hết, chúng ta xét từ tụ trung. Tụ là tụ về, trung là ở giữa. Tụ trung có nét nghĩa là nói chung hay tóm lại. Như vậy, tụ trung có nghĩa là tổ hợp biểu thị điều sắp nêu ra là cái chung chủ yếu nhất trong những điều vừa nói đến. Ví dụ, mỗi người nói một cách, nhưng tụ trung đều tán thành. Thứ đến, chúng ta xét từ tụ chung. Tụ là tụ về, chung là cuối. Tụ chung có nét nghĩa là tới cuối. Như vậy, chính vì từ tụ trung có nét nghĩa là nói chung hay tóm lại, nên nhiều người đã hiểu lầm là tụ chung lại. Vì thế, từ đúng phải là tụ chung. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về từ tụ chung hay tụ trung. Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ vô hình chung hay vô hình trung. Mến chào, tạm biệt các bạn.